Rồi, ok, chào tất cả các bác đã quay lại với Sing Audio. Thì đây, có rất nhiều loa. Full A5 thì cũng còn vài đôi thôi. Vài đôi thôi. Các bạn xem này, toàn bộ là như mới này. Đấy, toàn bộ nó loa bass như mới. Như mới cứng luôn. Toàn bộ thùng vách thì đã được làm sạch sẽ. Đây, củ check của nó lên đến từ của nó lên đến 14 phân. Từ của bass lên đến 17 phân. 17 phân rất to luôn. Từ của nó H44. Đây là côn của nó, côn 44 nhá. Côn rất to. Sử dụng bass 25 mà sử dụng của từ to này và của côn khá to này thì anh em cứ yên tâm về cái chất lượng. Cái dòng này thì em bán khá nhiều. Thứ nhất là cái khá nhiều rồi thì không có anh em nào chê cả. Nhiều bác ấy, nhiều bác bảo là các cái phòng nó nhỏ nhỏ ấy. Phòng nó nhỏ nhỏ chơi chỉ chơi một đôi bass 30 thôi. Nhưng mà em tư vấn cho bác là lên nắp hai đôi 25. Ví dụ một đôi bass 30 của các bác là mua đâu đó nó khoảng là 10 triệu, 12 triệu đến 14 triệu. Tùy từng ấy nhá. Thì một đôi này các bác mới bỏ ra được khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu một tí thôi thì các bác đã sử dụng được hai đôi rồi. Vì một đôi này của em bán cho các bác là 5 triệu 2 mà. Hai đôi các bác có là 10 triệu 4 thì em sẽ bao ship cho các bác nữa. Thì 10 triệu 4 bao ship thì anh em có thể treo bốn góc nhà. Theo lý thuyết về âm thanh ấy thì âm thanh dội bốn hướng ấy, thì nó sẽ cho các bác là cái âm thanh vòm nó nghe nó chất lượng hơn và cao hơn. Những nơi mà sử dụng chỉ có hai đôi thôi nhé, sử dụng bốn đôi thì các bác có nghe dạng là âm thanh vòm nghe nó hay hơn rất nhiều. Đấy, đây là bát 3, bát 25 sử dụng từ rất to, cái tiếng check tiếng bát của nó thì rất chi là chắc tiếng. Phân tần đây, toàn bộ nói chung là nhìn nó đẹp như mới sau khi sơn si xong. Và giá của nó là 5 triệu 2 một cặp. Đây là dòng loa EX10 nhá. EX10 sử dụng bát 25. Rồi, anh em nào quan tâm thì nhắn tin qua số điện thoại 0398 192 198 giúp em nhé. Cảm ơn tất cả các bác.